gạo xay ra. Nó được cái thứ nhất là làm sạch da, sáng mịn, làm đều màu da, và cái thứ hai đó là cực kỳ giảm nhờn nha, giảm mụn đầu đen và giảm mụn cám. Nhất là những bạn mà có lỗ chân lông to vì mụn cám đó thì mình nên rửa mặt thường xuyên mỗi ngày 2 lần để mà làm cho xe khách lỗ chân lông, gợi đi những mụn cám, nhất là hai cái đầu mũi của chúng ta đó. Rồi giảm mụn thâm, gom còi nhanh những bạn nào mà bị mụn dưới lỗ chân lông, mụn ẩn, là bạn rửa mặt thường xuyên nó sẽ làm gom còi lên cho bạn để cho bạn nặng, xong sau đó bạn rửa lại mặt thật sạch để nó xe khách lỗ chân lông không còn nổi mụn nữa. Và chống tia UV, chống lão hóa da, tốt nhất thì thường xuyên mỗi tuần mình đắp mặt nạ từ 2 đến 3 lần mỗi ngày. Còn cám cỡ lúc này thì mình có thể rửa mặt thường xuyên sáng tối mỗi ngày 2 lần, cực kỳ tốt cho da mặt nhé bạn. Sau đây là buổi trưa mình sẽ đắp mặt nạ. Sẽ xem